chấn động, bí mật động trời năm 2024 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, ăn lộc trời ban, tiền chất như núi, mua nhà tậu xe, đổi đời giàu nứt tường đổ vách trong 3 tháng phát tài này. Đầu tiên chúng ta cùng xét cung mệnh cuộc đời tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 mệnh thủy, cụ thể là đại khê thủy, có nghĩa là nước trong khe lớn. Trời sinh người mệnh thủy từng là người có tính cách hiền hòa, họ ít khi làm hại ai trong cuộc sống, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Họ có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất, khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Dựa vào lá số tử vi cũng thấy được rằng, cuộc đời tuổi Ất Mão là một chặng đường đầy những trải nghiệm, thử thách và những cơ hội để khám phá và phát triển. Người tuổi Ất Mão là người được đại diện bởi ngũ hành thuộc Mộc Ất và địa chi Mão, một tổ hợp độc đáo mang trong mình những đặc điểm đặc trưng của sự sáng tạo, linh hoạt và đổi mới. Họ có một cuộc sống đa dạng, phong phú và đầy sắc màu, luôn tìm kiếm những ý tưởng mới, đưa ra những giải pháp đột phá và vươn lên đỉnh cao của thành công. Cuộc đời tuổi Ất Mão thường đi đôi với sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ. Họ là những người có tầm nhìn xa, luôn đặt ra những mục tiêu cao trong cuộc sống và không ngần ngại gồng mình để đạt được những ước mơ của mình. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những thử thách và khó khăn trên đường đi tìm kiếm thành công, đòi hỏi họ phải kiên nhẫn, quyết đoán và sáng tạo trong việc tìm ra giải pháp thích hợp. Tính cách của tuổi Ất Mão cũng thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt. Họ là những người tài năng đa dạng, có khả năng hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ thường có xu hướng tìm kiếm những cách tiếp cận mới, đột phá và không sợ thử nghiệm những ý tưởng mới, đem lại sự đổi mới và sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cũng có khả năng tương tác xã hội cao. Họ thường là những người giao tiếp khéo léo, thân thiện và có khả năng tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Họ có thể thành công trong công việc có liên quan tới giao tiếp, đàm phán, quan hệ công chúng và marketing. Tuy nhiên, nhược điểm của tuổi Ất Mão là sự thiếu kiên nhẫn và sẽ mất kiên trì khi đối mặt với những thử thách lớn. Họ cũng có xu hướng hấp tấp và không kiểm soát được cảm xúc trong một số tình huống khó khăn. Do đó, việc phát triển khả năng kiên nhẫn, bình tĩnh và quản lý cảm xúc là một thách thức mà tuổi Ất Mão cần đối mặt để đạt được sự thịnh vượng trong cuộc đời. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cũng cần lưu ý tới việc không quá chú trọng vào mặt trí tuệ, mà cần phải phát triển cảm giác nhân đạo, lòng từ bi và tình cảm đối với người khác. Đây là yếu tố quan trọng giúp xây dựng mối quan hệ tốt, duy trì hòa hợp trong gia đình, công việc và xã hội. Tóm lại, cuộc đời tuổi Ất Mão là một hành trình thử thách và cơ hội để phát triển bản thân. Tính cách sáng tạo, linh hoạt, nỗ lực và khả năng giao tiếp xã hội cao là điểm mạnh của tuổi này. Tuy nhiên, cần lưu ý phát triển khả năng kiên nhẫn, quản lý cảm xúc và tình cảm đối với người khác để đạt được sự thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Cùng nhìn lại quãng đường mà Ất Mão đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời có thể thấy được rằng, cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Ất Mão mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong có một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên Ất Mão mới lao ra khỏi cái vòng an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Ất Mão mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Ất Mão vấp ngã cả, không có gì là sai khi thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, kẻ tệ bạc cũng chẳng thiếu. Chung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã. Lắm lúc Ất Mão cũng thấy mừng vì đã vấp ngã sớm trong giai đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không còn nhìn thẳng, hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này, thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này, Ất Mão sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để còn thấy một vài người vẫn còn tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng,
Ất Mão dù sống sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Ất Mão ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn tới những nơi thành công sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Ất Mão có thể đổ tại phận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện, đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Ất Mão cũng tôi rèn ra mình một bản thân cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Ất Mão luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Ất Mão giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Ất Mão như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì với nguyên tắc của mình. Nhìn thì như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Ất Mão là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Ất Mão đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Xem tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Thiên can, Ất gặp giáp, hai hành mộc tương hòa, có công việc làm ăn bình ổn, ít thăng trầm, tiền bạc cũng ổn định với không ít nguồn thu. Địa chi, Mão gặp năm Thìn, tương hại, gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống, công việc dễ có sự thay đổi, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, kẻo bị tiểu nhân lừa gạt hoặc lợi dụng. Xét về ngũ hành, tuổi Ất Mão thuộc mệnh đại khê thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024, mệnh phú đăng hòa, tương khắc, xấu. Nhưng mối xung khắc này không quá mạnh, dù có vất vả phấn đấu hơn người, nhưng cũng thu về thành quả xứng đáng. Tuổi Ất Mão sẽ trải qua một năm có những thuận lợi nhất định, làm ăn cần phải kiên trì, nỗ lực sẽ có nhiều thắng lợi, tài lộc sáng sủa, tiền bạc chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút dần theo tuổi tác, chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến thân thể. Vận niên, theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm con rồng, tuổi Ất Mão nam mạng gặp vận niên thừa ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự vương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết, tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024 tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc kinh doanh, buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Nữ Ất Mão gặp sao Thổ Tú chiếu mạng. Thổ Tú được coi là hung tinh, năm có sao này chiếu nữ mạng Ất Mão dễ mang miệng tiếng thị phi, có kẻ giở trò xấu mà sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, trồng trọt không được mùa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, Ất Mão nam mạng, gặp hạn toán tận. Người gặp hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, những người kém về phúc đức có thể vong mạng. Ất Mão nữ mạng, gặp hạn huỳnh tuyền. Năm có hạn huỳnh tuyền quý bạn dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém,
nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, mệnh đại khê thủy, là người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, trông chờ vào bất kỳ ai. Cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn, vất vả nhưng về sau công thành danh toại, ý chí, công sức được đền đáp xứng đáng. Ất Mão là người ít quyết đoán nhất trong các tuổi Mão. Một trong các lý do là họ luôn muốn giữ vai trò kiến tạo hòa bình và không muốn làm tổn thương người khác. Họ dễ bị cấp trên hăm dọa và có thể chọn cách bỏ qua những sai phạm mà họ chứng kiến để tránh gặp rắc rối. Ất Mão thường tránh mọi sự chú ý và không thích làm người nổi trội. Bản chất ghét cạnh tranh, họ chỉ muốn biến các mối quan hệ thành một trải nghiệm hạnh phúc. Chính vì vậy, cuộc đời họ tràn ngập bạn bè và các mối quan hệ tốt lành. Trong công việc, Ất Mão là người rất tận tụy và yêu thích việc mình làm. Họ thường lặng lẽ làm việc. Khi tìm được việc mình thích, họ sẽ gắn chặt với nó cho tới khi đạt được thành công. Ất Mão rất giàu trí tưởng tượng. Ất Mão không thích sự tầm thường mà tôn thờ tính độc đáo. Có tài năng trong lĩnh vực tài chính, họ thường giỏi kiếm tiền và tích lũy. Tuổi Ất Mão yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu nệ, ước thúc hay tuân theo một khuôn khổ, hình mẫu. Họ ghét sự ràng buộc, bức bí. Chính vì lẽ đó, dù làm việc ở đâu họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những việc tùy thích. Do không bị bó buộc, khô cứng, nên cách làm việc của họ mang tính chất cảm hứng cao. Nếu như có hứng thú, họ làm hiệu quả nhanh gấp 10 lần, và ngược lại kết quả công việc không cao nếu như họ mất cảm hứng. Tuổi Ất Mão thường có thiên phú, tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh, kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào, hãnh diện. Khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích nên kiến thức uyên bác, sâu rộng. Trong công việc, họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Tuổi Ất Mão là những người ôn hòa, hiền hậu, mềm dẻo, uyển chuyển, lại có tài hùng biện, văn chương, ngôn luận như dòng nước không bao giờ vơi cạn. Tính họ nhân ái, thương người, thích giúp đỡ người khác nhưng lại dễ mắc thị phi, miệng tiếng, làm ơn nên oán hoặc bị hiểu lầm. Tuổi Ất Mão ưa cuộc sống biến động, thích sôi nổi, hay bàn luận, trao đổi với bạn bè, chia sẻ, bộc bạch với người thân. Tâm họ tốt, phẩm hạnh cao thượng hơn người. Tuổi Ất Mão đa tài, nhưng cũng thường có tật, dễ lụy đào hoa, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe. Cần đề phòng các bệnh về mắt, thị lực kém, cận thị, đau đầu, mất ngủ về đêm do hoạt động trí não căng thẳng và với cường độ cao, tần suất liên tục. Dù là dễ bị hiểu lầm, nhưng đối với họ, người khác đánh giá sao cũng không quan trọng lắm vì họ luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với những người xung quanh. Họ có nhân sinh quan tiến thủ, tích cực, phấn đấu vì công danh, tiền tài và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Tuy phải trải qua nhiều gian khổ nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, lạc quan, yêu đời. Tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Bởi vậy họ thường gặp nhiều may mắn, hưởng thọ lâu dài từ 80 đến 95 tuổi. Xét về phương diện sự nghiệp, quý bạn mệnh tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, bước sang năm Giáp Thìn 2024, có đường sự nghiệp tương đối vững vàng. Quý bạn mệnh nhận được các tinh mạch Việt hỗ trợ, vận trình công việc của quý bạn mệnh sẽ lên như diều gặp gió, không gặp phải cản trở gì quá lớn. Với người làm công ăn lương, được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội tốt để Ất Mão lấy lại những gì đã mất trong năm Quý Mão trước đó. Chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng và kiên trì tới cùng thì ắt có thành công về tay. Trong năm nhờ sự hăng hái, tinh thần nhiệt tình trong công việc, bạn có thể khẳng định được vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm chắc để có thể trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Năm 2024, quý bạn mệnh tuổi Ất Mão bước vào giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Đặc biệt, trong năm này, đối với những người làm lãnh đạo, làm chủ công ty, doanh nghiệp, vì bạn có kinh nghiệm làm việc tương đối phong phú, cộng thêm sức mạnh của các tinh trợ mệnh, nên về con đường công danh, sự nghiệp như được chắp thêm đôi cánh, vận trình rất tốt. Cộng thêm sao Thái Dương chiếu mệnh là các tinh soi sáng, dẫn đường giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của quý bạn mệnh Ất Mão càng thêm hanh thông, con đường thăng quan tiến chức trong tầm với.
người làm ăn, kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn, có một năm phát tài, phát lộc, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Vì vậy, năm Giáp Thìn là năm rất thuận lợi để phát triển sự nghiệp của quý bản mệnh Ất Mão. Quý bản mệnh phải biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu thì mới có thể thăng tiến nhanh chóng trong năm này. Có điều, năm này vẫn chưa phải là thời điểm tuổi Ất Mão đạt đỉnh cao của danh vọng, sự nghiệp, ít xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Công việc có cảm giác thuận lợi, nhưng vì cô thần hung tinh xuất hiện khiến các mối quan hệ xã giao có thể sẽ gặp trục trặc. Theo đó, quan hệ với đồng nghiệp, đối tác phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Xét về phương diện tài lộc, quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong năm Giáp Thìn 2024, dự báo đường tài lộc của quý bản mệnh cực kỳ lý tưởng trong năm nay. Với quý bản mệnh tuổi Ất Mão, trong năm 2024 có được các sao Thanh Long, Lưu Hà là tượng rồng vẫy vùng trên mây, trong năm nhiều việc thuận lợi, công danh thăng tiến, buôn bán gặp may mắn, trôi chảy, tài vận phong thịnh, của cải dồi dào. Một điều đáng lưu tâm ở đây là Thanh Long vốn là một sao về tín ngưỡng, tâm linh lại hội hợp với nhiều sao phúc đức như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Thiên Quan, nên đương số cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo, tạo dựng ý niệm tốt, thiết lập niềm tin. Ngoài ra, cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, quyên góp từ thiện, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc dồi dào hơn nữa. Tử vi dự báo tuổi Ất Mão được các cát tinh thúc đẩy và sự nghiệp phát triển, nhiều người trong năm này có thu nhập rất khả quan, thậm chí còn có khả năng được tăng lương, tăng thưởng hoặc trúng số bất ngờ. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của những chú mèo cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Có điều, bạn vẫn cần lấy chính tài làm chủ, tập trung vào công việc chính, không nên chân trong chân ngoài quá nhiều, kẻo việc gì cũng nửa vời, thu nhập không tăng lên là mấy. Việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền để có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Quý bản mệnh tuổi Ất Mão trong năm này, công việc được thuận lợi, tài lộc của bạn không ngừng khởi sắc rõ rệt, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban. Quý bản mệnh tuổi Ất Mão có khả năng quản lý tài chính tốt, bạn thường có thể thu được lợi nhuận trong đầu tư và quản lý tài chính, vì vậy tổng thể tài sản khá ấn tượng. Đặc biệt, bạn không nên tham gia những việc không phải của mình, kẻo tiền mất tật mang, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình. Xét về phương diện tình cảm, tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong năm Giáp Thìn 2024, sẽ gặp nhiều may mắn hơn về đường tình cảm. Người độc thân và đã kết hôn đều có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc dưới sự phù hộ của các tinh hồng loan chiếu mệnh. Đặc biệt đối với một số quý bản mệnh tuổi Ất Mão độc thân lớn tuổi nhưng rất thành đạt, cơ hội kết hôn trong năm này rất cao, bạn có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp với mình. Vì vậy, quý bản mệnh Ất Mão trong năm này nên mở rộng mối quan hệ xã giao thường xuyên hơn và tin rằng đào hoa rồi sẽ đến với mình. Xét về phương diện sức khỏe, bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý bản mệnh tuổi Ất Mão lại không được mấy lạc quan về phương diện sức khỏe. Quý bản mệnh bị ảnh hưởng bởi hung tinh bệnh phù, thể chất của quý bản mệnh năm nay không được tốt cho lắm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Đặc biệt, quý bản mệnh trong năm này bận rộn với sự nghiệp và công việc, có khả năng mắc bệnh tật do làm việc quá sức, khiến bản thân suy sụp vì căng thẳng hoặc quá tải. Lại thêm sự ràng buộc của hạn toán tận chủ về sức khỏe, có thể gây ra họa bất ngờ như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, quý bản mệnh cần chú ý nhiều hơn với thế giới xung quanh mình. Như vậy, trong năm Giáp Thìn 2024, quý bản mệnh tuổi Ất Mão nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, làm việc và nghỉ ngơi phù hợp để tránh ảnh hưởng đến vận trình tổng thể cả năm. Và trong năm 2024, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, chỉ cần chạm mặt 3 tháng phát tài này thì ắt xua tan hung khí, hóa giải được nguy nan, thần tài,
thần may mắn ùn ùn kéo về nhà, tiền vàng nhét nước két. Cụ thể tháng phát tài đầu tiên là tháng 6 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão năm 2024 có phần khởi sắc hơn năm 2023 nhưng chưa được như ý nguyện, song bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi bước vào tháng 6 âm lịch này. Được tam hợp trợ mệnh, đây là thời điểm thần tài cho lộc, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn, công việc có những chuyển biến khá tốt, bản mệnh đã tìm được quỹ đạo cho mình, phát huy được năng lực vốn có, đồng thời khai phá những tiềm năng ẩn giấu phía sau. Nhờ những đóng góp trong công việc và thành quả lớn mà bạn đạt được, con giáp này sẽ có thêm thu nhập ổn định hơn, có thể được cấp trên khen thưởng, hoặc tạo cơ hội để khẳng định mình ở những lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, tính cách cởi mở, thân thiện, giỏi xã giao, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, những người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp phải khó khăn. Chính vì vậy mà bạn luôn giữ được tâm thế lạc quan, tích cực, không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn và thách thức. Đáng mừng hơn, bạn bắt đầu xây dựng được những mục tiêu phát triển thích hợp cho mình. Trong tháng, người làm công ăn lương, thu về cho mình một khoản lương, thường ổn định, người làm kinh doanh có tiền tài khủng về tay. Thời điểm này bạn nên tiếp tục các dự án quen thuộc, đừng vội vàng theo đuổi các dự án mới hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh, bởi bạn khó có thể lường trước hết được những khó khăn mà mình phải đối mặt. Thêm nữa, bạn được ít người thân quen giúp đỡ, nên việc gì cũng phải giải quyết một mình. Nếu quá vội vàng làm ăn, bạn sẽ tự tạo thêm nhiều áp lực cho mình mà kết quả chưa chắc đã được như mong đợi. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm Thai cũng khuyên bạn không nên buông thả bản thân quá mức, để mặc cho những mộng tưởng của mình bay cao, xa rời thực tế, hoặc ham vui, dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Hãy sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để bạn vừa có thể thư giãn, lại vừa có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tháng phát tài thứ hai là tháng 9 âm lịch. Đi qua những tháng ngày ảm đạm, bước sang tháng 9 âm lịch, tháng phát tài của mệnh chủ tuổi Ất Mão đã đến. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều, vì số tiền trong tay ít ỏi đến đáng thương. Đây cũng được coi là thời điểm bù lại những tháng ngày khổ cực của quý vị trong thời gian qua. Yên tâm là dù bạn có kinh doanh hay đang làm dân, làm công ăn lương thì cũng đều có được thu nhập nổi trội. Điều này có được là nhờ bản mệnh biết chớp lấy những thời cơ để thể hiện sự nổi bật cũng như ưu thế của mình, thắng áp đảo trong các cuộc đua tranh. Dân văn phòng sẽ thấy những mối quan hệ xã giao trước đó mình dày công vun đắp giờ đây đã phát huy tác dụng. Bạn có thể nhận được những lời mách nước hay sự giúp đỡ hiếm có để kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn có ảnh hưởng tới vận mệnh của mình. Riêng với người làm ăn, kinh doanh thì ngoài yếu tố may mắn, điều quyết định sự thành công về tiền bạc của bạn trong tháng này chính là độ nhạy bén cộng sự quyết đoán, dứt khoát của bản thân. Chính bạn chứ không ai khác là người mang về tài lộc cho mình. Đứng trước những cơ hội tiềm ẩn, nguy cơ lùi xa phía sau, bạn đã nhanh chóng tính toán được các phương án dự phòng và quyết tâm dấn thân. Chuyện làm ăn đôi khi nhanh chậm một bước đã làm nên sự nghiệp, vì thế mà quyết đoán lần này mang về tin vui, tài lộc khổng lồ cho những chú mèo. Khi mà nhờ chớp thời cơ đúng đắn để bung lụa, con giáp này thắng lớn trở về. Ngoài ra, điểm báo tử vi năm 2024 còn cho thấy, con giáp này đang đứng trước cơ hội đầu tư khá lớn. Nếu có tiền bạc dư dôi, tuổi Ất Mão có thể xem xét để đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng. Đừng tham lam, cũng đừng ham cái lợi trước mắt, tiền rồi cũng sẽ đẻ ra tiền mà thôi. Tháng phát tài thứ ba là tháng 10 âm lịch. Trong những tháng cuối năm thì tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi, tháng được tam hợp trợ mệnh, tài lộc lý tưởng nhất của tuổi Ất Mão. Con giáp này có thể giải quyết hết những mối lo tài chính trước đó của mình nhờ những khoản thu nhập trong thời điểm này. Tài lộc trong tháng đa phần tới từ chính tài, từ công việc chính của bản mệnh. Con giáp này đã có nhiều cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ để chiến thắng nghịch cảnh, cũng chiến thắng chính bản thân mình. Người làm công ăn lương có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, lại có quý nhân tam hợp chỉ dẫn, tuổi Ất Mão xử lý công việc đâu vào đấy, hiệu quả làm việc tốt, thu về lợi ích nhiều, lợi nhuận cho tập thể, cuối tháng được khen thưởng xứng đáng. Với những ai đang muốn thay đổi công việc, tuy thời điểm này không lý tưởng, nhưng nếu đã thấy cơ hội bắt mắt thì đừng quá do dự. Đôi khi sự mạo hiểm lại mang tới cho bạn những điều bất ngờ mà không phải ai cũng có được. Yên tâm là bản mệnh sẽ hài lòng với công việc hiện tại, tuy nhiên mọi thứ chỉ mang tính chất tạm thời, chưa ai nói trước được điều gì. Vì thế hãy sống và làm việc khi còn có thể, dù là ở bất cứ đâu,
người ta đều nhắc tới những đóng góp mang đầy dấu ấn của bạn. Người làm kinh doanh, buôn bán, cơ hội này có thể mở rộng việc buôn bán của mình. Trong tháng quý nhân ở bên trợ giúp nên không còn sợ hãi những khó khăn như trước nữa. Thêm vào đó có tỷ kiên nhập mệnh, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp quý vị tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đến việc làm giàu của mình. Đồng thời, đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn cho mình, gạt bỏ những khó khăn trước mắt. Quý vị chỉ cần tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân, thì dần dần mọi khó khăn cũng sẽ tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng ngày càng rộng mở hơn. Xem phi tinh tháng. Tháng 10 này có bát bạch gặp thất xích ở trung cung, vị trí chính giữa của ngôi nhà, nơi làm việc, khu vực này cần được sắp xếp và bài trí hợp lý, di chuyển những đồ vật có kích thước lớn hoặc phát ra tiếng ồn như tivi, tủ lạnh, tránh việc cản trở cát khí, giúp tài khí bay vào nhà. Nếu có thể, tuổi Ất Mão nên đặt một quả cầu phong thủy ở khu vực trung tâm của ngôi nhà, phòng khách để tăng cường từ trường phong thủy tích cực, thúc đẩy tài khí thu hút vận may về tiền bạc. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Ất Mão năm 2024. Quý vị thân mến, tiếp theo đây ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị một vài mẹo phong thủy, giúp quý vị hóa giải nguy nan trong năm 2024 âm lịch tới đây nhé. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh thủy, đại khê thủy. Vậy mệnh thủy hợp với màu gì? Dựa vào đặc tính và ý nghĩa của mệnh thủy và quy luật tương sinh tương khắc. Mệnh thủy hợp với màu sắc của hành kim, vì kim sinh thủy, nên đây là mối quan hệ tương sinh. Những màu sắc này là màu trắng, màu xám, màu ghi. Mệnh thủy phù hợp với màu của hành thủy, vì thủy với thủy là mối quan hệ tương hợp. Những màu sắc này là màu đen, màu xanh nước biển. Mệnh thủy không hợp với màu sắc của hành hỏa, vì thủy khắc hỏa, là mối quan hệ tương khắc. Những màu sắc này là màu đỏ, cam và tím. Tương tự như vậy, mệnh thủy cũng không hợp với màu sắc của hành thổ, vì thổ khắc thủy. Những màu này là màu vàng, nâu đất và nâu nhạt. Ngoài ra người mệnh thủy không nên chọn màu thuộc hành mộc, vì thủy sinh mộc. Tuy là quan hệ tương sinh, nhưng thủy mất đi năng lượng để hỗ trợ cho mộc, nên trong trường hợp này sẽ làm người mệnh thủy bị tiêu hao năng lượng. Màu sắc thuộc hành mộc là màu xanh lá cây. Phật bản mệnh của tuổi Ất Mão. Người tuổi Ất Mão được sự phù hộ độ trì của Phật bản mệnh là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù là Phật bản mệnh của người tuổi Mão, có địa vị hiện hách, uy danh lẫy lừng, tên tiếng phạm của ngài là Mangio Useris, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù là biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà, đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Các bậc đại sư Phật giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng đều lấy Bồ Tát Văn Thù làm bản tôn tu trì, như Đại Luận Sư Nguyệt Xứng và Đại sư Tông Khánh Bàn nổi tiếng về tư tưởng chú quán, đều coi Bồ Tát Văn Thù là bản tôn tu trì. Phật giáo cho rằng, pháp môn tu trì của Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng đạt được sự gia trì, từ đó dễ dàng có được trí tuệ nhân gian và xuất thế gian. Ất Mão trồng cây gì và hợp với con số nào? Con số may mắn cho tuổi Ất Mão là số 3, số 4 và 9. Con số không may mắn của Ất Mão là số 1, số 7 và 8. Người tuổi Ất Mão hợp trồng cây kim ngưu thảo, cây hoa lưu niêm và cây cẩm nhung. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Mão trong năm 2024. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương cho nam mạng Ất Mão trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn, đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh yêu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận cho nam mạng Ất Mão năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài,
mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy cho nữ mạng Ất Mão. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn huỳnh tuyền nữ mạng Ất Mão năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Để phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Ất Mão trong 3 tháng phát tài năm 2024 âm lịch tới đây. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.